bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Thái Bình Dương tham mô số tiền khủng. Quý vị thân mến, tham nhũng ở Việt Nam ngày càng phát triển tinh vi, phức tạp, có tổ chức, cấu kết từ trung ương đến địa phương, không chỉ tham nhũng chính trị mà còn cả tham nhũng kinh tế. Nhưng với quyết tâm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, công tác chống giặc nội xâm đã đạt được những thành tựu không nhỏ. Mới đây, tạm ứng 60 tỷ đồng vào mục đích cá nhân gây ra thiệt hại lớn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Thái Bình Dương Nguyễn Thanh Tùng bị khởi tố bắt tạm giam. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dương về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Dầu khí Thái Bình Dương được thành lập vào năm 2019 do ông Nguyễn Thanh Tùng làm đại diện pháp luật với vốn điều lệ là 500 triệu đồng. Tháng 10 năm 2019, Công ty Dầu khí Thái Bình Dương bán cổ phần cho Công ty Air Water Init. Cổ đông bao gồm Công ty AVKI chiếm 51%, ông Nguyễn Thanh Tùng chiếm 48,94%, bà Nguyễn Thị Trinh, vợ ông Tùng chiếm 0,06%. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Thanh Tùng đã ký tạm ứng cho bản thân 60 tỷ đồng. Bị can sử dụng số tiền này để trả nợ, góp vốn đầu tư, hoàn ứng cho công ty khác mà không sử dụng vào mục đích kinh doanh của công ty. Cơ quan điều tra đã xác định hành vi của ông Tùng gây thiệt hại số tiền 878 triệu đồng. Cùng ngày, thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định số 528 quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật số 1486 quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thông tin từ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi đến cho biết Giáo hội đã quyết định biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Chùa Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, Giáo hội quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Chùa Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong vòng 2 năm. Giáo hội cũng yêu cầu Chùa Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa. Một trong năm giới không được đúng với năm giới căn bản của người Phật tử tại gia do Đức Phật chế định. Đồng thời, Thượng tọa Thích Chân Quang phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Song song với các điều trên, Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giao Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giám sát thi hành kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang trong 2 năm. Giáo hội cũng giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang và ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật hiện hành. Đó là các nội dung liên quan tới việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phiên tòa ngày 18 tháng 6 năm 2024 diễn ra ở Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là phiên họp nhằm xem xét xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang trước phản ánh bằng văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân cũng như phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng gay gắt, giảm niềm tin Phật pháp, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như các ý kiến của đại diện các ban chuyên môn phát biểu tại buổi họp, giáo hội khẳng định một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang về giáo lý nhân quả không đúng chánh pháp. Văn bản thông báo kết luận này cũng đã được đệ trình Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, thông báo đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cơ quan chức năng liên quan. Được biết, trong nội dung của phái Quy y Tam Bảo, do Chùa Thiền Tôn Phật Quang phát hành, Thượng tọa Thích Chân Quang ký tên là Bổn Sư Truyền Thọ, phần 5 giới cấm, giới thứ 3 không tà dâm bị sửa thành không phản bội. Người trong video này được cho là nhà sư, trụ trì Thích Trúc Thái Minh. Ông ta đã gieo vào đầu những đứa trẻ dự cái gọi là khóa tu mùa hè bằng những lời lẽ u mê, bậy bạ thế này. Cha mẹ gửi con vào chùa này để nghe những thứ ô uế, ngu xuẩn, phá mạ sao. Cơ quan chức năng cần kiểm tra khóa mồm ngay những kẻ khoác áo nhà sư mà trục lợi, truyền bá mê tín bậy bạ thế này. Sư Ba Vàng không quan tâm đến dư luận của nhân dân. Tiếp tục, những thuyết giảng kiểu dẫn dụ việc phải cúng dường, phải quy y Phật, Pháp, Tăng. Trước hàng ngàn cháu nhỏ trong khóa tu mùa hè, đưa một cháu lên làm cho vong nhập rồi dẫn dụ hỏi cháu, nghe cách bà Yến và Sư Minh phối hợp với nhau để hỏi cháu bé Khánh Linh. Sư Minh nói, 14 kiếp trước con trêu ghẹo nhà chùa nên sư bịa ra câu chuyện 14 kiếp trước khi bé Khánh Linh nói được quy y Phật, quy y Pháp nhưng không thể nói được quy y Tăng. Dù có hỏi nhiều lần, sau bao lần bắt cháu quỳ lại thầy vì bị cho là phá tăng, cháu vẫn không nói được từ quy y Tăng. Không biết cháu phá tăng hay tăng phá cháu, hay tăng không tốt nên linh hồn đó không muốn quy y tăng. Sau rất nhiều lần cố gắng cuối cùng cháu nói được câu tăng. Thế là sư Minh phấn khởi và hết phim. Phải công nhận hệ thống quảng bá Ba Vàng chuyên nghiệp và có đạo diễn đạt trình độ VTV trong từng các thước phim đã chiếu. Nếu cháu bé được dạy dỗ để nhập và diễn được như vậy thì là một cú lừa hoàn hảo. Nếu cháu bé bị nhập thật mà mãi không nói quy y tăng và sau khi bị bắt sám hối kiểu ép buộc, vong mới nói tăng. Có nghĩa là tăng này không phải tăng nên vong không muốn quy y ông tăng này. Việc gọi vong ngày nay rất dễ, nhất là trong một đám đông như vậy. Chưa cần gọi vong mà chỉ cần nói chuyện tâm linh thôi thì vong đã về rồi. Thậm chí về nhập nhiều người một lúc. Nếu tôi hướng dẫn thì ai cũng mời được vong về. Hội chứng vong về có hai dạng, vong thật và vong giả. Vong thật nghĩa là một linh hồn nào đó có những oan khuất hoặc có những điều rất cần cho con cháu hoặc người trần gian biết để giúp đỡ thì họ sẽ tìm mọi cách, kể cả lách luật âm gian để trốn về cõi trần, nhập vào thân xác người khác. Những vong này nói gọn tiếng và không lắc lư nhiều. Vong giả là một hội chứng của những người rất nhạy cảm bởi giác quan và hệ thần kinh ngoại biên. Họ có thể lên đồng bất kỳ lúc nào, hễ có thắp nhang thờ cúng hay khi đến đền đình, chùa. Hội chứng lên đồng này đã được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một dạng bệnh lý thần kinh nhẹ. Họ có thể rơi vào trạng thái mộng du khi đang thức. Họ nói trong vô thức hoặc khi bị kích động thì họ sẽ nói. Trạng thái này thường hay nói theo sự gợi ý thông tin, nghĩa là có ai đó nói về một thông tin nào đó thì họ lập tức nói về thông tin đó. Trong thuật gọi vong, người ta chỉ mời gọi khi trong gia đình cần mời gia tiên về để hỏi, hoặc khi có người mất oan uổng. Cảnh sát cần điều tra thì có thể cho gọi vong đó về hỏi thêm để có những hướng điều tra hiệu quả hơn. Trên thực tế, nhiều vụ án đã dùng phương pháp gọi vong và đã tìm được đối tượng gây án. Nếu con cháu thỉnh linh hồn gia tiên về, có những gia tiên về mắng mỏ con cháu nói to, quát to, nhưng cũng có cụ về khóc lóc buồn tủi. Theo kinh nghiệm của tôi, nhìn vào cháu bé Khánh Linh ở Ba Vàng thì cháu thuộc nhóm vong giả, nghĩa là lúc nhập lúc không. Hành vi mê và không mê, lẫn lộn nên cháu vẫn nghe theo mệnh lệnh của người điều khiển. Ở Việt Nam có rất nhiều người rơi vào trạng thái vong giả nhập đồng kiểu như thế này. Đặc biệt là ở các đền phủ, miếu, chùa. Vấn đề là Ba Vàng không quan tâm đến dư luận nhân dân. Việc các cháu tu khóa mùa hè là bình thường và rất tốt nếu cho các cháu nghe pháp giảng kinh và khuyên những điều tốt đẹp. Còn để các cháu tập trung rồi lấy ma quỷ ra dọa nạt nghiệp báo nhân quả thì đó là phương pháp giáo dục gieo nỗi sợ cho người khác và điều hướng họ phải đến chùa cúng dường để hồi hướng công đức. Một cách thuyết pháp ma mãnh của những kẻ bẻ cong lý pháp và nhân tâm. Giáo hội Phật giáo hỏng rồi, không còn là chỗ dựa cho nhân tâm nữa. Chùa không còn là nơi yên ổn, mà là nơi ma quỷ ở ăn oản nhập tăng làm bậy, nói bậy. Hãy để các sư dạy nhau trước khi dạy người. Khi nào các sư dạy được nhau và ít ma quỷ trong chùa, thì lúc đó ta lại đến chùa ngắm cảnh cũng chưa muộn. Kinh hoàng con người thật của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an Quảng Ninh đánh bật con ông cháu cha núp bóng, nguyên nhân chấn động được phái về đất mỏ. Thưa quý vị,
Thời gian gần đây, Giám đốc Công an tỉnh An Giang mới được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã nổi lên như một vị tướng khét tiếng, là khắc tinh của tội phạm, khiến nhiều người dân vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý. Ông được cho là cánh tay đắc lực của Bộ trưởng Tô Lâm, là người đã giúp cụ Tổng rất nhiều trong công cuộc đốt lò. Không chỉ nổi tiếng tại An Giang, mà khi mới về Quảng Ninh, ông nơi cũng đã khui ra nhiều vụ án kinh thiên động địa, thọc sang cả lãnh địa Hải Phòng bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng. Vậy ông Đinh Văn Nơi là người như thế nào? Vì sao mà ông lại có uy lực lớn đến như vậy? Ông đã có quá trình thăng tiến ra sao? Vì sao ông lại được điều về Quảng Ninh, một điều dường như rất phi lý trong điều động cán bộ? Cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin bí ẩn nhất về vị tướng tài ba này. Thưa quý vị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, sinh năm 1976, quê tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Nơi từng công tác tại Công an thành phố Cần Thơ, lần lượt kinh qua các chức vụ trưởng phòng, trưởng công an huyện, rồi phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ. Tháng 6 năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Những phát ngôn đáng nhớ, trả lời báo chí sau khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Nơi khẳng định, cá nhân tôi chắc chắn sẽ không có khó khăn, áp lực nào trong công việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng. Tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có sân trước, sân sau, lợi ích kinh tế gì ở đây nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để công tâm. Do tấn công quá mạnh các đối tượng vi phạm pháp luật, có người còn chi ra 20 tỷ để chạy, điều chuyển ông đi nơi khác. Chia sẻ về vụ việc có 102 này, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, tôi cảm thấy vui, vui vì điều này khẳng định Công an tỉnh An Giang đã đánh đúng, đánh trúng và làm việc có hiệu quả vào các đối tượng vi phạm pháp luật. Bởi khi và chỉ khi bị dồn đến hết đất sống, các đối tượng này mới tìm cách chạy điều chuyển mình. Ông cũng khẳng định, chưa và không bao giờ vì điều này mà trốn bước hay lùng lầy quyết tâm tấn công các loại tội phạm. Phát biểu tại hội nghị Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi nhấn mạnh, phải dựa vào dân để xây dựng lực lượng công an nhân dân phải thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. Đồng chí nào không lập công, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tham ô, hối lộ, chúng tôi sẽ xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu, thậm chí đưa ra khỏi ngành. Đây là một trong những vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể con cháu của ai. Tội phạm cay cú chi 20 tỷ để chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi. Khi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá nhiều vụ án nóng, vụ đường dây mua bán chất cấm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng, 35 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên cầm đầu, triệt phá đường dây đỏ đen 2.000 tỷ do Nguyễn Thị Thủy Liên, 40 tuổi, ngụ An Giang cầm đầu, bắt quả tang 169 người liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, phá trường gà, bắt út gà cùng nhiều đối tượng liên quan, bắt vụ vận chuyển 51 kg vàng 4 số 9 qua biên giới. Tiêu biểu nhất là ngày 2 tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng Trần Chí Mãnh, 41 tuổi, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán phụ tùng xe gắn máy nhớt giả các thương hiệu nổi tiếng. Tại vụ án này, Công an tỉnh An Giang đã vạch trần thêm âm mưu của Mãnh và nhiều đối tượng phạm tội khác, muốn chi tiền 20 tỷ đồng để chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang sang địa phương khác để chúng dễ dàng thực hiện hành vi phạm pháp. Chia sẻ về vụ việc, Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay, thời gian qua, các nhóm tội phạm không chỉ muốn dùng tiền để điều ông đi, mà thậm chí còn sử dụng các thủ đoạn nguy hiểm, hòng khiến bản thân ông chuồn bước. Ngoài ra, nhiều nghi can còn muốn dùng mối quan hệ quen biết để tiếp cận ông nhằm mục đích có lợi cho họ, nhưng ông đã thẳng thừng nói không với những người này để đấu tranh cương quyết với tội phạm. Đại tá Nơi nói, tôi luôn nhắc nhở, quán triệt kỹ lưỡng trong toàn lực lượng Công an tỉnh An Giang phải xác định những mối quan hệ có ích cho ngành, cho đảng, nhà nước và nhân dân thì công an sẽ tiếp xúc. Còn với những người muốn lợi dụng mối quan hệ với công an để thực hiện hành vi phạm tội thì không được quan hệ quen biết. Trong đó, bản thân tôi là Giám đốc Công an tỉnh phải là đầu tàu gương mẫu thực hiện quy định này, không bắt tay, không quan hệ, không quen biết với bất cứ trường hợp nào làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Công khai số điện thoại để chờ tin báo của người dân. Đầu tháng 7 năm 2020, chỉ sau ít ngày từ thành phố Cần Thơ về nhận nhiệm vụ mới ở An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi, khi đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã chỉ đạo cấp dưới đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình lên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Đây là chuyện xưa nay hiếm, bởi thường trên cổng thông tin thường chỉ công khai các số điện thoại trực ban Công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương. Trả lời báo giới khi được hỏi vì sao công khai số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng, Đại tá Đinh Văn Nơi thẳng thắn chia sẻ.
Tôi từ Cần Thơ về nhận công tác ở An Giang chỉ một mình, không bà con thân thích, nên việc tôi công bố số điện thoại cá nhân của mình với mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ thật nhiều từ người dân An Giang. Với lại, tôi luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của người chiến sĩ công an là bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nên nếu mà được người dân hỗ trợ giúp đỡ càng nhiều thì chúng tôi càng nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ cao cả đó. Ông cho biết thêm, không cảm thấy phiền phức gì cả vì ông tin rằng chỉ khi người dân thật sự tin tưởng thì họ mới báo tin. Có nhiều người dân ban đầu còn e dè, chưa dám mạnh dạn gọi điện báo tin vào số điện thoại được công bố mà chỉ dám nhắn tin thăm dò. Sau đó họ khá bất ngờ vì nhận được ngay sự phản hồi trực tiếp từ chính giám đốc công an tỉnh nên thực sự đã tin và thường xuyên cung cấp những thông tin quý giá. Nhờ những tin tức của người dân cung cấp đã giúp tôi nhanh chóng nắm chắc được địa bàn quản lý, giúp cho lực lượng công an tỉnh An Giang phá được nhiều chuyên án lớn nhỏ trong thời gian qua. Từ khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục tạo những dấu ấn và mới đây là vụ triệt phá vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong vụ án này, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng để điều tra. Ngoài ra, công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng nhóm được triển khai bài bản, quyết liệt, triệt xóa làm tan rã 70 nhóm. Đáng chú ý, các lực lượng thuộc công an tỉnh đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm đỏ đen qua mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng. Công tác phòng chống tội phạm về chất cấm, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường cũng đạt hiệu quả cao hơn năm 2021. Được Bộ Công an, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đánh giá cao, hy vọng ông Đinh Văn Nơi sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa cho ngành công an. Kinh hãi lời chăn trối của Nguyễn Hải Dương, đến giờ người cha mới dám nói ra sự thật. Không ngờ thành viên may mắn sống sót lại có cuộc đời bi đát như thế này. Đã 6 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án kinh hoàng tại Bình Phước, người ta vẫn không thể nào quên được tội lỗi tày trời mà Nguyễn Hải Dương đã gây ra. Hung thủ thì phải đền tội trước bản án của pháp luật, khép lại cuộc đời không thể dung thứ. Thế nhưng, nỗi đau và nỗi ám ảnh cho người ở lại và xã hội sẽ mãi mãi không thể nguôi ngoai. Cùng chúng tôi nhìn lại thảm án năm 2015 và những ngày cuối cùng của Nguyễn Hải Dương. Rạng sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015, người dân bàng hoàng phát hiện 6 người trong một gia đình bị hại tại xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vụ án gây chấn động cả nước và gây hoang mang dư luận. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi, quê An Giang, từng làm trong xưởng gỗ và là người yêu cũ của con gái ông Mỹ, là nghi can chính nên đã tạm giữ Dương khi đối tượng này tới đám tang của các nạn nhân một ngày sau vụ thảm án. Sau đó, ngày 10 tháng 7, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Vũ Văn Tiến, 24 tuổi, bạn của Dương, khi Tiến đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tới ngày 9 tháng 8, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam thêm Trần Đình Thoại, 27 tuổi, quê Vĩnh Long, là bị can thứ ba liên quan tới vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17 tháng 12 năm 2015, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay là do anh bị đối xử tệ. Viện kiểm sát thuật lại lời bị cáo Dương nói với người yêu cũ Ánh Linh là con gái của Mỹ. Linh là người cuối cùng trong 6 nạn nhân bị vào rạng sáng ngày 7 tháng 7. Các bản giám định tinh thần xác định Dương, Tiến trước, trong và sau khi gây án không có dấu hiệu bất thường. Do tức giận việc bà Nga là vợ ông Mỹ không cho Dương và Linh yêu nhau, Dương đã nảy sinh ý định và chuẩn bị cùng đồng bọn thực hiện kế hoạch. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào nhiều tình tiết tăng nặng. Dương thừa nhận hành vi phạm tội như đúng nội dung trong bản cáo trạng. Trả lời hội đồng xét xử về việc bị cáo đã hại bao nhiêu người, ngập ngừng một lúc Dương giành trọn 6 người. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án kịch khung với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về hai tội hại người và cướp tài sản, Trần Đình Thoại 16 năm tù. Bữa ăn cuối cùng, lúc 3 giờ sáng ngày 17 tháng 11, Nguyễn Hải Dương được ăn bữa cơm cuối cùng trước giờ thi hành án. Theo một thành viên đội thi hành án, Nguyễn Hải Dương đã được trích xuất khỏi trại tạm giam công an tỉnh Bình Phước lúc 5 giờ ngày 17 tháng 11 đến 6 giờ 30. Nguyễn Hải Dương bị đưa vào khu vực thi hành án của Bộ Công an tại tỉnh Bình Dương. Một cán bộ trong đội thi hành án cho biết, từ lúc bị dẫn giải ra xe đến khi mất, Nguyễn Hải Dương tỏ ra rất bình tĩnh, không có biểu hiện lo sợ. Trước khi mất, Dương còn có thời gian châm lửa nhả khói. Sau khi thi hành án, Nguyễn Hải Dương mất ngay sau đó. Sau đó, Nguyễn Hải Dương được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bình Phước và làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Chiêu trò tổ chức hội thảo bán hàng giá cao cho người già. Thưa quý vị và các bạn, chiêu trò lừa đảo bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, trá hình những cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm kèm tặng quà khuyến mại để dụ dỗ người dân mua hàng là những thủ đoạn không mới diễn ra tại nhiều địa phương nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin sập bẫy. Các đối tượng thường nhằm vào nhóm người cao tuổi, phụ nữ để lừa đảo, gây bức xúc trong dư luận. Khoảng 2 tháng nay, một công ty đến thuê hội trường khách sạn lớn ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An để mời người lớn tuổi đến dự hội thảo phát quà, sau đó họ bán cho những người lớn tuổi nhiều mặt hàng với giá rất cao.
gia đình lục đục vì tin lời người bán hàng. Vài ngày nay, trước sảnh khách sạn Đại Phú Gia, khối 4 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ luôn chật kín người kèm những đống hàng hóa chất ngổn ngang. Họ đều là các con cháu của những người già đã chót mua hàng một công ty đến đây để trả lại hàng đã mua. Nhiều người mua lắm, bây giờ con cháu họ mang đến để trả lại. Có đêm, người dân chờ trước khách sạn đến gần sáng, chị Trần Thị Quỳnh, 33 tuổi, thị trấn Tân Kỳ nói. Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 2 tháng trước, công ty trách nhiệm hữu hạn Korea Mart Tân Kỳ đến thuê hội trường của khách sạn Đại Phú Gia với mục đích tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm. Chi phí thuê mỗi tháng hết 30 triệu đồng, thời gian thuê là 4 tháng. Việc công ty sau đó cho người len lỏi khắp các ngõ ngách để phát tờ rơi mời người dân đến dự hội thảo giới thiệu sản phẩm. Khách hàng mà công ty nhắm tới là những người lớn tuổi. Ngay bên cửa hội trường mà công ty thuê có dán thông báo chỉ nhận khách hàng trong độ tuổi từ 40 đến 70. Chị Quỳnh kể, họ tổ chức hội thảo vào mỗi ngày 2 buổi, có buổi có đến khoảng 300 người tham gia. Tất cả đều là những người lớn tuổi. Những người đến dự hội thảo đều có quà mang về, bất kể có mua sản phẩm hay không. Quà chủ yếu là gói mì chính, bột sặt, v.v. Trong khi tổ chức hội thảo, những người này yêu cầu khách hàng không quay video phát live stream. Mỗi khi phát hiện người quay hình, việc phát quà giới thiệu sản phẩm sẽ tạm dừng. Những sản phẩm mà công ty này giới thiệu khá đa dạng, từ gối, thảm trải giường cho đến thực phẩm chức năng. Trong suốt thời gian hội thảo, họ liên tục khoe những công dụng thần kỳ của các sản phẩm, trong đó những chiếc thảm trải giường, những chiếc gối có thể khiến người già ngủ ngon, không còn đau xương khớp. Những chiếc thảm trông khá đơn giản nhưng được giao bán với giá gần 20 triệu đồng một chiếc. Một cặp gối được giao bán 4,4 triệu đồng. Dù giá cao ngất ngưởng như vậy, nhiều người già vẫn không tiếc tiền để mua. Thấy họ nói công dụng thần kỳ quá, nhà không có tiền nhưng tôi vẫn đi vay mượn để mua. Bây giờ con tôi phát hiện ra đành phải mang ra trả, người phụ nữ 65 tuổi nói. Theo tìm hiểu của phóng viên, tấm thảm trải giường ban đầu được công ty bán với giá gần 20 triệu đồng, nhưng thời gian sau người mua ít dần, họ liên tục giảm giá. Chỉ sau ít ngày, giá của chiếc thảm xuống còn 11 triệu đồng. Những ngày gần đây, một số người trẻ tuổi phát hiện bố mẹ thường xuyên đến dự hội thảo rồi mang về nhiều mặt hàng giá cao, đã đến hội trường của khách sạn để đưa người thân về. Tuy nhiên, một số người già vì tin lời công ty mà phản ứng quyết liệt với con cháu. Có người đàn ông lớn tuổi tin tưởng công ty đến mức hễ họ giao bán cái gì, ông đều mua cái đó. Đến khi con trai cụ phát hiện ra đến công ty đưa cụ về thì cụ lại cầm dép ra đánh con, một người dân ở thị trấn Tân Kỳ kể. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, cuối cùng các thành viên trong gia đình cũng đã thuyết phục được cụ. Họ liền mang các sản phẩm đến khách sạn để trả lại cho công ty. Thấy gia đình này có thể trả được, nhiều người khác cũng ồ ạt mang đến trả, khiến khu vực trước sảnh khách sạn chật kín người. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng phát thông báo trên loa phát thanh đề nghị người dân ai đã chót mua hàng của công ty này thì đến khách sạn để được trả lại. Tuy nhiên, số tiền họ được công ty trả lại không như đã bỏ ra trước đó. Có người khi mua thảm trải giường với giá gần 20 triệu đồng nhưng ít ngày sau đến trả thì chỉ được hoàn lại số tiền hơn 10 triệu đồng. Những mặt hàng khác cũng tương tự như vậy. Chiêu trò cũ, khách hàng mới. Trao đổi với phóng viên báo Nghệ An, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc công ty này tới địa bàn giới thiệu sản phẩm, bán hàng cho người già cao hơn giá ngoài thị trường, trong khi chất lượng không đảm bảo, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời báo với cơ quan có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra các sản phẩm mà công ty bán. Ngoài ra, UBND thị trấn cũng đã phát cảnh báo tới người dân trên địa bàn. Còn ông Vi Văn Quang, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Tân Kỳ cho biết, ngay sau khi xuất hiện tình trạng này, UBND huyện cũng đã ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng, tổ chức hội nghị hội thảo kết hợp bán hàng, khuyến mại, tặng hàng hóa kèm theo, giới thiệu chụp ảnh để ngăn chặn phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn. Văn bản của huyện Tân Kỳ cho hay, trong thời gian qua trên địa bàn các xã, thị trấn, một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng, tổ chức hội nghị hội thảo kết hợp bán hàng, nhiều nội dung không đúng với đăng ký kinh doanh, nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả mặt hàng không rõ ràng, không niêm yết giá, v.v. làm khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở các xã thị trấn, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, UBND huyện Tân Kỳ đề nghị các đơn vị liên quan không ban hành văn bản giới thiệu về các xã, thị trấn doanh nghiệp có hoạt động giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp bán hàng, khuyến mại tặng hàng hóa kèm theo. UBND huyện Tân Kỳ còn yêu cầu các xã thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng đa cấp không phép, không để cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê mượn hội trường UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa khối xóm, các sân vận động để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng. Đồng thời chỉ đạo các khối xóm tuyên truyền vận động người dân không tham gia hội thảo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng.
Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ cũng đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường Nghệ An phối hợp giúp đỡ huyện trong kiểm tra, kiểm định về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá các loại hàng hóa, dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Coriamart Tân Kỳ sử dụng trong chương trình khuyến mại nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trao đổi với phóng viên báo Nghệ An, lãnh đạo đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho biết, sau khi vào cuộc kiểm tra, bước đầu đơn vị đã xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Coriamart Tân Kỳ 1,5 triệu đồng vì hành vi không niêm yết giá. Nóng, bà con Hà Tĩnh đông nghịch kéo ra xem cha mẹ sư Thích Minh Tuệ tìm tới nơi, hết nước mắt khuyên con về nhà, thầy đáp lại một câu ai cũng ngẹn lòng. Thưa quý vị, có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy đời sống Phật giáo xuất hiện nhiều nan đề như lúc này. Xuất hiện những ngôi chùa vận hành kiểu doanh nghiệp với doanh thu không bao giờ được công bố. Sự kiện pháp hội được tổ chức trình trang bị nghi là lừa đảo. Sư phạm giới chỉ cần hoàn tục đem theo hàng trăm tỷ đồng thu được trong quá trình tu về tiêu riêng là xong. Trong một tình thế mà dân thường không biết phải làm sao ngoài kính nhi viễn chi như vậy, bỗng xuất hiện công dân Thích Minh Tuệ, được mạng xã hội mang hình ảnh đi muôn nơi, bước chân ông như gõ cửa từng nhà. Vẫn lấy họ của Phật Thích Ca, có vẻ như tu theo đường lối nguyên thủy nhưng lại không thuộc về giáo hội hay một ngôi chùa nào. Một số người cho rằng cách tu của ông không hợp thời, nhưng chắc ai cũng phải công nhận rằng con đường ông đã và đang chọn thuộc loại gian khổ nhất. Những gì khiến một người bình thường thấy bất an thì Thích Minh Tuệ đều chủ động sống với nó, và có vẻ ông sẵn sàng đón nhận mọi điều sẽ gặp trên đường du hành. Dù có bị chỉ trích hay được quét đường cho đi, và tới cả cha mẹ khuyên ngăn cho đất đai cuộc sống sung túc, thì thầy cũng luôn giữ nụ cười và đáp lại câu trả lời không khác nào là bậc giác ngộ. Sáng hôm nay, theo một thông tin, cha mẹ ruột của sư thầy Thích Minh Tuệ đến tận nơi để khuyên thầy Thích Minh Tuệ về nhà gấp, tại vì ở nhà có chuyện. Như quý vị cũng biết là thầy Thích Minh Tuệ có quê hương ở Hà Tĩnh, và có rất nhiều tăng y Phật tử cũng mong khi thầy đi ngang có thể ghé về trực tiếp ở tận nhà để gặp cha mẹ. Tuy nhiên thầy đã không ghé, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Vì thế mà đây là vấn đề cha mẹ ruột của thầy Thích Minh Tuệ đã tìm đến nơi để khuyên giải thầy trở về nhà. Cha mẹ rất thương nhớ thầy Thích Minh Tuệ, nhưng mà thầy đã trả lời như thế này khiến nhiều người phải rơi lệ. Phải nói là hàng triệu người thì cũng đã chia sẻ thông tin này rồi, cho nên trực tiếp cha mẹ của thầy Thích Minh Tuệ và anh em trong nhà cũng nắm được thông tin. Vì thế mà những anh em của thầy Thích Minh Tuệ chia sẻ là ba mẹ cũng như anh em hàng xóm ở gần nhà thầy, lúc nào cũng theo dõi từng bước chân thầy. Cha mẹ của thầy khóc rất nhiều, nhớ thầy, mong thầy quay trở về. Các anh em cũng đã trực tiếp đem những hình ảnh ba mẹ thầy Thích Minh Tuệ đến tận nơi để hỏi thầy có phải là sự thật cha mẹ thầy hay không. Và đặc biệt có một số những hình ảnh mà thời trẻ của thầy Thích Minh Tuệ đang cầm cây đàn. Sau một hồi thầy cũng đã trả lời các anh em một câu thế này. Nghe câu này thì chắc phải khóc rất nhiều. Thầy nói rằng thầy đã bỏ hồng trần để đi khất thực 6 năm nay nên thầy không rõ về quá khứ nữa. Thưa quý vị, được biết gia đình của thầy Thích Minh Tuệ cũng không phải là gia đình nghèo, phải nói gia đình là giàu có. Mẹ của thầy Thích Minh Tuệ tên là Hương. Gia đình nói chung là giàu có và thầy cũng là người có ăn học. Cha mẹ thì lúc trước cũng đã từng nói cho đất đai thầy Minh Tuệ rất nhiều, nhưng thầy không lấy và quyết định buông bỏ hết tất cả để bước vào con đường tu tập, tu theo hướng khổ hạnh, tức là hạnh đầu. Như vậy, có thể nói, thầy đã và đang phần nào chạm tới bậc giác ngộ, không mơ màng cuộc sống bụi trần và gần chạm đến con đường giải thoát. Tới nay có vẻ ông xác định sẽ bộ hành, du tu đến hết đời. Chính vì thế mà Thượng tọa Thích Minh Đạo, Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng Thích Minh Tuệ là hiện diện của Tổ Ca Diếp, đại đệ tử của Phật Thích Ca, trọn đời tu theo hạnh Đầu Đà. Nhưng cũng có người trong giới tu hành cho rằng Thích Minh Tuệ với sự tiếp tay của những người quay phim tung lên mạng đang tạo ra cơ hội để phá hòa hợp tăng. Tội này lại được họ so sánh với những gì mà một đệ tử Phật Thích Ca là Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải. Vì khi dư luận nâng Thích Minh Tuệ lên hàng chân tu, vô hình trung có thể khiến đại chúng nghi ngờ, hạ thấp những pháp tu khác. Liên tưởng này có thể đã đi quá xa. Nếu Đề Bà Đạt Đa chủ động hại Đức Phật với ý muốn thống lĩnh tăng đoàn, Thích Minh Tuệ chỉ đi con đường riêng mình. Việc tu tập của Thích Minh Tuệ tác động tới người khác ra sao tùy theo duyên của người đó.